với yêu cầu một chiếc cổng cưới rồng phụng cho nhà trai, vừa đậm nét truyền thống vừa mang dáng dấp hiện đại. Hôm nay anh Sang và đồng đội của mình đã di chuyển từ Tiền Giang sang Cần Thơ. Hành trang mang theo là những thứ này, có nguyên liệu phải mua với giá cao nhưng cũng có cái tận dụng từ phế phẩm. Ra những chỗ bán tôm người ta bán cái trái rồi mình xin cái đầu, cái gì như là cái hoa, cái lá tôm ở trên đầu á. Thì là đây là những thứ tận dụng. Dạ đúng rồi, những thứ này là tận dụng. Trái ớt trong bối cảnh này không còn đo vị giác mà phục vụ cho thị giác, nên dù khó cũng phải tìm mua đủ số lượng. Được cái bù qua sớt lại vì cũng có những nguyên liệu mua bán với giá không đồng. Đi xin câu có dễ không? Dễ chị, vô nhiều khi xin rồi còn lấy ghế ra cho hái nữa. 4 người thì làm khoảng 2 ngày chị. Nếu mà cổng rồng phụng thì nó phải từ 10 triệu trở lên. Kết hợp với hoa tươi đó chị, cho màu sắc nó sặc sỡ đầu lên. Mình nghĩ là mình làm được một cái gì đó cho người ta, góp vui cho cái ngày cưới của người ta, cũng cảm thấy vui. Trong lúc người này hoàn thành phần nền cổng với lá dừa nước đủng đỉnh thì người kia cũng hoàn tất những công đoạn tạo hình. Cái này người ta kêu là trồng răng cho rồng nè. 12 ký ớt 4 buồng cao, à đầu rửa, tỏi và hàng trăm cành cây qua lá. Qua bàn tay khéo léo của các chàng trai miền Tây sẽ cho ra một tác phẩm nghệ thuật như thế nào? Tiếp tục theo dõi quý vị nhé. Sự khéo léo, sáng tạo có thể biến những thứ quen thuộc bao la ở miền Tây trở thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Ngày trọng đại không thể thiếu cúc, lan, hồng môn, bách hợp. Những trái ớt đỏ biểu trưng tình nghĩa thấm nồng, buồng đúng đỉnh sai trái với ước mong con đàn cháu đóng. Và thân sắc của đôi lồng phụng sâm dày hơn cả lời chúc trăm năm. Gửi cho gia đình quá. Trong túi tiền phù hợp, gia chủ đã mua được sự hài lòng cho ngày trọng đại. Còn những chàng trai này dùng chính công sức và tinh tế của riêng mình lưu giữ nét đẹp độc đáo của người xưa.